Ở video này em xin hướng dẫn mọi người cách gửi yêu cầu mua hàng đến Big Family. Đầu tiên ở màn hình chính, chúng ta nhấn vào Big Fam. Tại màn hình của Big Fam, yêu cầu mua hàng sẽ thể hiện danh sách các phiếu mua hàng đã được tạo từ ngày trước. Có mã phiếu, ngày tạo, người tạo, ngày yêu cầu, ngày ra hàng mong đợi, tổng tiền của các đơn và trạng thái của các đơn hiện tại. Để tạo một yêu cầu mua hàng mới, chúng ta click vào nút tạo. Đối với tạo yêu cầu mua hàng cho Big Family, sẽ có hai cách, đó chính là tạo một đơn mua hàng thủ công và tạo một đơn yêu cầu mua hàng sinh tự động. Đối với tạo đơn yêu cầu mua hàng thủ công, chúng ta sẽ điền đầy đủ các thông tin cần thiết. Với cột ngày giao hàng mong muốn, chúng ta có thể điền hoặc là bỏ trống. Kiểu giao nhận sẽ là Big Family Thanh Hà nhận hàng. Chúng ta sẽ thêm một dòng. Chọn sản phẩm chúng ta muốn mua. Click vào nút kiểm tra tồn kho. Nút này sẽ là không bắt buộc trong giai đoạn này. Để có thể tính ra được rằng số lượng tồn kho, số lượng tồn dự kiến, số lượng min và số lượng mắc của một sản phẩm. Rồi chọn vào đề xuất mua. Chúng ta sẽ mua là 20. Với số lượng là đơn vị tính mua hàng là một lốc 5 hộp. Rồi nhấn gửi yêu cầu mua hàng. Ấn xác nhận. Tiếp theo, em xin hướng dẫn mọi người cách tạo một yêu cầu mua hàng sinh tự động. Chúng ta sẽ click vào nút tạo. Nhấn vào nút tổng hợp. Đây là một tính năng mới của phần mềm, sẽ hỗ trợ nhà thuốc tiết kiệm được thời gian kiểm tra các mặt hàng trong nhà thuốc đã bị hết hàng hay chưa, bằng cách là sẽ lấy tất cả các mặt hàng trong nhà thuốc có số lượng tồn kho dự kiến nhỏ hơn số lượng min, rồi sau đó tính ra nhu cầu của sản phẩm này bằng cách lấy số lượng mắc trừ đi với số lượng tồn dự kiến và tính ra nhu cầu của mình. Đề xuất mua thì chúng ta sẽ đề xuất mua theo nhu cầu của cửa hàng chúng ta, hoặc là lấy theo phần nhu cầu đã tính toán ra được trước đó. Chúng ta có thể kết hợp đơn mua hàng sinh tự động và đơn mua hàng thủ công bằng cách thêm một dòng để chọn sản phẩm thủ công chúng ta muốn mua, ví dụ như cồn 90 độ. Chúng ta sẽ nhấn kiểm tra tồn kho tiếp đối với đơn mua hàng thủ công. Đề xuất mua sẽ sửa thành 20 chai, 29 chai. Rồi nhấn gửi yêu cầu mua hàng. Click xác nhận. Và lưu. Em sẽ hướng dẫn thêm phần cài đặt cấu hình min max của sản phẩm. Để xem phần cài đặt và cài đặt cấu hình min max của sản phẩm, chúng ta quay lại màn hình chính. Nhấn nút cửa hàng. Vào phần danh mục. Chọn vào thuốc thương phẩm của nhà thuốc nhượng quyền. Đây sẽ là tổng hợp tất cả các loại mặt hàng. Chúng ta nhấn chọn một sản phẩm để cài đặt. Ví dụ như là sản phẩm ăn tốt IQ. Click vào mua hàng. Chọn sửa. Ở đây thêm một dòng. Chọn nhà thuốc của mọi người. Click vào số lượng min. Chính là số lượng mà mặt hàng này sẽ là có thấp nhất trong cửa hàng. Chọn 20 hoặc là tùy theo nhu cầu của nhà thuốc. Click vào số lượng mắc. 100. Số lượng mắc này chính là số lượng đạt giá trị tối đa trong một nhà thuốc. Chọn kho. Kho Thanh Hà rồi nhấn lưu. Vậy là chúng ta đã cài đặt cấu hình xong một sản phẩm min max của sản phẩm đó.